Ok các bác nhá. Thế cái cách lắp nhá, lắp cái anh cước cái này nhá, đơn giản thôi. Còn nhiều bác hỏi là cái máy, cái lưỡi 5 cánh này nhá, lưỡi 5 cánh cắt cỏ này lắp cho máy cắt cỏ pin như nào. Thì đơn giản thế này các bác nhá, các bác nhìn chưa? Đơn giản này. Chúng ta vẫn lắp được bình thường này nhá. Chúng ta lắp bình thường này được nhá. Đấy, lắp bình thường. Thế khi nó vào trong này, thì trong này nó có những con ốc này. Cái lỗ nhà sản xuất người ta để sẵn là chúng ta có những ốc con lỗ này. Chúng ta khoét những cái lỗ này ra, chúng ta siết vào nhá. Chúng ta siết con vít ở những cái lỗ này. Đó, xong chúng ta cũng đậy lại này nhá, nhá. Đậy nhá. Khi cái này bắt chặt rồi nhá. Bắt chặt rồi chưa? Thì các bác này việc bắt chặt rồi nhá. Thì các bác có là lắp lưỡi 5 cánh vào như này. Đấy, khi đưa vào khít này là được nhá. Khít này. Đó. Xong chúng ta lắp lại này. Đó. Đấy, và chúng ta lấy ốc chúng ta siết như một cắt cỏ bình thường nhá. Đấy nhá. Có thấy chưa? Đấy, siết như cái cắt cỏ bình thường nhá là được nhá. Đấy. Thế bác nào cần những cái dòng lưỡi này nhá. Cần cái lưỡi 5 cánh này để lắp cho máy cắt cỏ pin. Thì máy cắt cỏ pin mà cắt lưỡi 5 cánh này rất là tiện nhá. Cắt cỏ vườn, biệt thự, nhà vườn, resort hoặc quang cảnh công trình nhá, rất tiện nhá. Thì các bác chia sẻ cho mọi người cũng biết cách lắp nhá. Chia sẻ cho người cao tuổi, các bạn mà khuyết tật hoặc là những người mà khó làm hoặc làm lần đầu nhá. Chúng ta chia sẻ video. Còn các bác mà thích đặt cái lưỡi này thì bên em đang có chương trình khuyến mại, các bác đặt thì bên em ship hàng tận nơi nhá. Còn trong quá trình lắp ráp mà các bác nào mà cảm thấy là chúng ta lắp nó hơi nóng ngóng thì các bác chỉ việc alo số điện thoại là 0913 396011, thì bên em sẽ có nhân viên, có người hướng dẫn các bác nhá. Thế đặc biệt là bên em tặng cái lưỡi hai cánh này nhá. Lưỡi hai cánh này. Đây mục đích lưỡi hai cánh này nhá, các bác bỏ này nhá. Thì các bác có thể vát lưỡi hai cánh này nó sắc thì chúng ta chém các gốc cây hoặc cây dại nhá, chúng ta lắp bình thường này. Đấy, xong chúng ta lắp vào như này. Đấy. Đấy, xong chúng ta vặn, chúng ta siết ốc lại nhà nhá. Đấy nhá. Và chúng ta làm nhá, rất tiện nhá. Ok chưa? Ok các bác nhá. Chân thành cảm ơn các bác đã đặt lưỡi 5 cánh Zalo bên em nhá. Các bác thấy video hữu ích thì chia sẻ cho mọi người nhé. Chân thành cảm ơn các bác và nhớ đăng ký nhé. Ấn cái quả chuông bên tay phải để đăng ký nhé. Mỗi lần bên em ra một cái video mới hoặc một cái video mới thì chúng ta cập nhật được tiện theo dõi các món đồ khuyến mại trên đó nhé. Chân thành cảm ơn các bạn.